Kính bạch sư, lúc trước con có tham gia một khóa tu, con nghe các thầy chỉ cho một câu hồi hướng như sau: nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Câu hồi hướng như vậy có hợp lệ không? Muốn xét một câu hồi hướng có hợp lệ không á, thì chúng ta xét về cái gì? Cái nhân quả. Thì mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Mình mong là mình mong như vậy. Tức là mình mong là chúng sanh ai cũng có tu hành giác ngộ hết. Mong cho người ta sớm tu, mau giải thoát. Còn cái chuyện mà có được hay không á, là bản thân chúng sanh đó họ phải tự nỗ lực, tự cố gắng, chứ còn không phải do lời chúc của mình á mà tự nhiên là một cái chúng sanh đó là giác ngộ hết đâu. Tuy nhiên cái lời hồi hướng này nó giống như là một cái lời mong mỏi, nó thể hiện, nó xuất phát từ cái lòng từ, mình muốn cho chúng sanh á là cũng tu hành đi đến sự giác ngộ giải thoát, thì bản thân đó là điều tốt. Rồi hơn thế nữa, cái việc mà mình làm tức là mình đang hồi hướng, mà là mình hồi hướng công đức thì với những chúng sanh nào á họ thuộc vào thể loại có thể nhận được phước báo thì họ có thể nhận phước báo đó, hoặc họ tùy hỷ với phước báo đó. Và khi họ nhận hoặc họ tùy hỷ như vậy mà họ có lòng hướng đến sự giải thoát giác ngộ thì họ cũng có thể giải đạt được cái nhân giúp đi thêm bước lên trên con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên là bản thân việc mình chúc gọi là nguyện như thế thì với sư thì đó là điều tốt. Còn không biết là dưới cái nhìn của Đại Đức Tuệ Tường thì Đại Đức thấy như thế nào? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái giải thích của Đại Đức hiện tại về câu này thì sư cũng hoàn toàn đồng ý thưa quý vị. Đúng là cái công nguyện này đúng thật sự dựa trên nền tảng cái tâm từ mà lẫn có tâm bi mẫn trong sư quý vị. Nếu mà chúng ta có nghiên cứu bài kinh Metta 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 Sutta thì tức là kinh từ ái đó, hay gọi là từ bi kinh đó, thì quý vị sẽ hiểu rõ trong đó đó cái cách mà rải tâm từ đó đến mọi chúng sanh và hướng đến cái điều an điều cái điều mà tốt đẹp đến chúng sanh đó. Thì nếu mà so sánh đến cái những cái vế trong đây nè thì phù hợp, thưa quý vị, phù hợp với cái cách giải thích của Đức Thanh Tuệ. Nhưng mà sư nhấn mạnh nha, thì nhấn mạnh một điều này quý vị phải hiểu nè. Nhưng mà câu này để hiểu mình nó cho nó rốt ráo tốt nhất, chúng ta phải hiểu theo tinh thần của lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Kinh điển Pali thì để hiểu hiểu mới nó rốt ráo được. Chứ nếu mà hiểu ngoài á, hiểu bởi vì hiểu ngoài phạm vi đó thì sư á, bản thân quý sư ở đây là không có đảm bảo cho cái việc cho quý vị. Nhưng mà cái cách trả lời của quý sư giống như sư Hành Tệ sư ở đây thì bất cứ câu hỏi nào quý vị đưa thì quý sư đều trả lời theo hướng cái hướng mà phù hợp với Tam Tạng Kinh điển Pali, đó là chính. Còn quý vị mà hiểu hiểu ngoài cái đó thì đó là ngoài phạm vi của quý sư rồi. Cho nên một lần nữa sư cũng nhấn mạnh cho quý vị có cái phạm vi để mình phân biệt, để mình hiểu rõ hơn. Đồng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.